đẩy lên à. Này là chú ý cho an toàn thôi mà, cũng chậm hơn cái cách mà leo chậm hơn là truyền thống. Truyền thống nhưng mà cho bạn thấy là trực tiếp thấy, mình cũng là đầu tiên trực tiếp thấy à. Cái là mình có thể ngồi xung quanh cây dừa phía dưới à, để mình coi hái trái xung quanh. Thẳng là thái luôn đi. Rồi thì đó là cái video mà cái công cụ leo dừa đã được chế một cách rất là chỉnh chu. Vậy thì ngày hôm nay để thực nghiệm xem là mình có chế được hay không thì mình chế cái công cụ trèo dừa bằng củi trước. Nếu mà thành công thì mình sẽ chế một cái bộ hoàn hảo giống như mà chúng ta đã xem vừa qua. Và cả nhà nên nhớ là không nên thử khi chúng ta ở nhà một mình với cái động tác giống như mình nhé. Thì đây là cái bàn đạp để chúng ta đứng lên. Còn đây là cái phần mà để chúng ta ngồi lên. Khi mà chúng ta ngồi lên á, chúng ta di chuyển lên thì đầu tiên là chúng ta di chuyển cái này. Chúng ta dỡ cái phần này. Chúng ta di chuyển lên. Khi mà chúng ta di chuyển lên tới đây thì chúng ta sẽ đạp lên đây và cái phần này nó sẽ bám vô cây dừa. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển tiếp cái phần chúng ta ngồi lên. Đó, như thế thì chúng ta cứ thực hiện dần dần thôi. Nếu là sau này mà mình chế cái này thành công thì mình sẽ chế một cái bộ bằng sắt hoàn hảo hơn để chúng ta có thể leo dừa một cách thuận tiện hơn. Vì trong cuộc sống hàng ngày của tất cả chúng ta, khi mà chúng ta uống một trái dừa thì những người công mà họ leo lên họ hái dừa mướn họ rất là cực và họ leo rất là vất vả và có rất là nhiều cái trường hợp mà xảy ra tai nạn với cái việc mà leo dừa thủ công giống như vậy. Thì rất hy vọng rằng là mình có thể chế được để giúp cho tất cả những cái người mà leo hái dừa thủ công có thể là tiết kiệm được cái sức và đồng thời cũng an toàn hơn nha cả nhà. Và sau đây chúng ta hãy cùng thực hiện động tác leo dừa bằng cái công cụ chế của mình nhé.